sinh ra ốm đau bệnh tật, tuổi thơ của tôi giặt dẹo bấp bênh giữa cái sống cái chết. Từ nhỏ thể trạng tôi đã rất yếu ớt, đau ốm quanh năm. Năm 15 tuổi, bố tôi mất vì bệnh ung thư, nên tôi buồn bã, tinh thần suy sụp và nhiều căn bệnh liền ập đến. Bệnh viêm loét dạ dày hành đại tràng, thoát vị địa đệm, thoái hóa đốt sống lưng cổ, viêm bàng quang. Mặc dù đã chữa nhiều nơi nhưng bệnh của tôi không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Ông ấy chết đi thì cái thằng em này nó yếu quá, nó gần chết. Cứ đi viện nọ viện kia chả khỏi. Nó cũng dạ dày hành tái tràng, ruột thừa đủ các kiểu. Thế rồi lúc thì sốt nắng, lúc sốt rét. Thế nào đang đi học thì sao phải cho em nghỉ, không được đi nữa. Nó yếu quá. Năm 20 tuổi, tôi gầy gò như một que củi, ốm biếu giặt dẹo, cân nặng chỉ khoảng 40kg, cơ thể luôn mệt mỏi, tinh thần phờ phạc. Tôi buồn rầu chán nản, mất hết hy vọng vào cuộc sống, chỉ muốn buông xuôi. Một hôm bác sĩ nhiều năm điều trị cho tôi khuyên, đông y hay tây y cũng chỉ là chữa được phần ngọn của bệnh. Muốn trị được tận gốc của bệnh, nên tìm các môn khí công để tập luyện. Nên tôi tìm đọc sách và tập luyện theo các môn thái cực quyền, khí công tự trị bệnh, yoga, hình ý quyền, dịch cân kinh, năng lượng cảm xạ. Và sau cùng là tôi quyết định đến với môn võ bình định gia. Sau 10 năm khổ luyện, từ một võ sinh, bây giờ tôi trở thành một thầy dạy võ. Quá trình tìm kiếm môn nội công trị bệnh tận gốc của thầy dạy võ. Khi tôi tập luyện khí công và võ thuật, sức khỏe tôi được nâng lên, bệnh tật giảm nhiều. Nhưng tôi nhận thấy rằng chúng không trị được tận gốc những căn bệnh của mình. Cuối năm 2014, khi tôi đang lướt trên Facebook, tình cờ tôi nhìn thấy dòng chữ Pháp Luân Công, một môn khí công Phật gia cổ xưa, tôi tò mò tìm hiểu. Tôi vô cùng chấn động khi lần đầu tiên đọc cuốn chuyển Pháp Luân. Những nguyên lý uyên thâm được lý giải một cách khoa học đã giúp tôi giải đáp những thắc mắc về sinh mệnh, vũ trụ, thời không. Tôi hiểu được tại sao tôi lại khổ sở, ốm đau bệnh tật, tại sao tôi lại khổ luyện nhiều năm không hết bệnh. Tôi đọc đi đọc lại cuốn sách chuyển Pháp Luân nhiều lần và nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp khác hẳn với các môn khí công thông thường trị bệnh ngoài xã hội hiện nay. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu người học chiểu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Và tôi nhận ra rằng nếu một người nghiêm túc thực hành tu sửa tâm tính theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và luyện 5 bài công pháp đơn giản của Pháp Luân Công thì không chỉ thân thể vô bệnh mà còn trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu khác nữa. Xong thì em đi tìm hiểu được cái môn Pháp Luân này. Quý quá, thế này em đi học, học dần dần thì thấy nó khỏe. Từ đấy giờ đi thì thấy người nó khỏe mạnh lên. Còn trước thì nó xanh lắm, yếu, cứ rớt ra, tưởng nó chết đi. Ai bảo thằng này chết chả sống được đâu. Sau 5 tháng đọc sách và luyện công, cơ thể tôi chuyển biến một cách rất mạnh mẽ. Những bệnh tật đeo bám tôi suốt 20 năm bỗng khỏi một cách rất nhanh chóng mà không phải dùng đến một viên thuốc. Mọi lo lắng suy nghĩ về bệnh tật của tôi trước đây đã tan biến. Trải nghiệm siêu thường trong pháp môn tu luyện nội công. Năm 2018, tôi bỗng nhiên sốt cao liên tục trong 2 ngày đêm và đau buốt ở vùng bụng dưới. Gia đình tôi lo lắng và đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận tôi bị áp xe ruột thừa, đã bị vỡ tràn màng dịch. Họ nói tôi phải mổ gấp nếu không sẽ bị hoại tử ổ bụng và nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này người thân tôi lo sợ, nhưng tôi hiểu được đây là quá trình thanh lọc của người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi quyết định không mổ và ra về sau khi ký vào bản cam kết ở bệnh viện. Vì tôi đã hiểu được nguyên lý trị bệnh của Pháp Luân Công và hàng ngày tôi tận dụng mọi thời gian để đọc pháp và luyện công. 20 ngày sau tôi hết sốt, vùng bụng cũng dần hết đau. Nhưng 10 ngày sau cơn đau tái diễn, khi đó vùng bụng phải
của tôi sưng to, u cục cứng ngắc như một quả xoài. Xung quanh cục u xuất hiện 4 cái nỗ giò, mủ từ trong bụng cứ theo đó mà chảy ra ngoài. Người nhà thấy vậy sợ hãi khuyên tôi hãy đến bệnh viện. Tôi giải thích với mọi người rằng đây là giai đoạn những thứ dơ bẩn trong thân thể tôi được đẩy ra ngoài. Tình trạng đau đớn và chảy mủ kéo dài 2 năm ngày thì bụng tôi trở lại bình thường. Chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi bắt đầu tu luyện. Như bệnh của tôi là tháng nào phải có thuốc, ngày nào phải có thuốc. Vì nó suy tim loại 3 mà, người ta bảo đến loại 4 là gần chết rồi. Em nó đi học mà, cái Pháp Luân Công này, sư phụ dạy mà, tốt quá thì bây giờ em nó đã khỏi thì cũng phấn khởi thì thôi thì mẹ cũng đi. Từ năm mà tôi đi học Pháp Luân Quân này thì coi như là cũng đi được hơn một năm rồi. Thấy người nó dễ chịu mà nó không đau đớn gì nữa. Từ đấy giờ đi là không phải một viên thuốc nào nữa. Không có thì không chạy được tiền mà thuốc bây giờ thì các bà đi viện nó hết nhiều lắm. Thấy nhiều người học là khỏi. Cái anh quan ông Dũng này này, nó cũng bị ung thư mà. Trước này em sự lấy thuốc của ông ấy, nhưng mà sau này em nó lại bầu cái anh ấy, bầu ông ấy. Là ông ấy lại cho anh ấy đi học thì bây giờ anh ấy khỏi, anh ấy đi làm được đấy. Pháp Luân Công không phải dùng để trị bệnh mà là một công pháp tu luyện. Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời tôi. Nhiều người hỏi tôi tu luyện Pháp Luân Công là để chữa bệnh mà không cần dùng thuốc. Không phải vậy, Pháp Luân Công không phải dùng để trị bệnh mà là một công pháp tu luyện. Những người tu luyện Pháp Luân Công nhìn nhận con người là không có bệnh. Bệnh sinh ra là bởi nghiệp của con người, là kết quả của những việc làm xấu, lời nói không tốt tích tụ từ bao đời mà thành. Bệnh tật và những tai nạn khổ đau mà con người phải chịu đều do từ nghiệp mà sinh ra. Trong khi tu luyện thì chịu khổ để tiêu nghiệp, phải dần loại bỏ những thứ không tốt, những tư tưởng xấu của bản thân. Khi đó tự sẽ đạt được thân thể khỏe mạnh không bệnh tật. Một ngày các bạn trong đội Hồng Ân nhờ tôi giúp chỉnh sửa động tác trong tiết mục Múa Nân. Tôi thấy hoạt động biểu diễn này rất hay, nó mang đến cho mọi người niềm vui và lan tỏa rộng khắp vẻ đẹp chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chọn tiết mục biểu diễn Tôn Ngộ Không vì nó phù hợp với nghề võ của tôi và cũng là một tiết mục dễ được mọi người vui vẻ đón nhận.